Bây giờ thì chúng ta sẽ làm phần lưỡi nữa. Phần lưỡi thì mình sẽ làm bằng len màu hồng cam. Các bạn tạo cho mình một nút thắt. Sau đó các bạn sẽ len cho mình là 5 bính. Bỏ qua chân móc đầu tiên, chân móc thứ hai, các bạn sẽ thực hiện cho mình là một mũi đơn. Chân móc thứ ba, một mũi đơn. Chân móc thứ tư, một mũi đơn. Chân móc thứ năm, các bạn sẽ thực hiện cho mình là 3 mũi móc đơn và cùng một chân. Sang chân móc bên cạnh các bạn sẽ thực hiện cho mình là 3 mũi đơn. Đầu tiên các bạn sẽ thực hiện cho mình 3 mũi đơn. Tiếp theo các bạn sẽ thực hiện cho mình 3 mũi tăng. Cuối cùng các bạn lại thực hiện cho mình là 3 mũi đơn. Lên một bính và lật ngược hàng móc ha. Tiếp theo là các bạn sẽ thực hiện cho mình là 3 mũi đơn. Tiếp theo là 6 mũi tăng. Cuối cùng các bạn sẽ thực hiện cho mình là 3 mũi đơn. Cho các bạn lên một bính và kết thúc len. Đó, như vậy chúng ta được chiếc lưỡi này. Bộ phận cuối cùng của chú cá chính là đôi mắt. Đôi mắt thì các bạn sẽ thực hiện cho mình len màu trắng. Đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Các bạn móc vào vòng tròn ma thuật này cho mình là 6 mũi móc đơn. Và móc tiếp theo các bạn sẽ thực hiện cho mình đó là 6 mũi tăng. Móc tiếp theo các bạn sẽ thực hiện cho mình một mũi đơn và một mũi tăng. Chúng ta sẽ lặp lại 6 lần.